nghĩ là do một phần là thể chất của em nó còn quá non, nên là khi mà đánh bật được Camille xuống sàn thì em nghĩ là mình đã ăn được rồi, nhưng mà không, thế bó tay em nó không còn yêu của mình nữa, nên là nha, em đã chấp nhận rồi. Thì bây giờ trong trận vừa rồi thì anh đã rất cố gắng, đặc biệt là trong hiệp 2, hiệp 3 thì có vẻ cũng rất là sức. Dạ, không ạ, bởi vì em đánh Camille là một kỳ tướng ở Việt Nam thì em nghĩ là một kỳ nghiệm rất là tuyệt vời của em. Trong năm nay, thì em còn tuổi mình còn quá trẻ, mình còn quá non để đánh như thế này. Nên là đánh với Camille, không nghĩ là đánh với Camille cơ. Nên là được có khoảng thứ 2 đánh với Camille rồi, mình đã quá vui rồi. Vậy thì nếu mà mình có cơ hội đấu lại thì mình có thay đổi chiến thuật? Dạ, nghĩa là sẽ có lời thoại chiến thuật một chút rồi thể hiện hơn thể chất của mình nữa. Dạ. Ở hai trận đấu vừa rồi em đều phải gặp những võ sĩ rất là cao lớn. Theo em thì hai đối thủ vừa rồi thì em thấy em muốn em đấu với trận đấu nào nhất? Em nghĩ là đúng ý em nhất thì em nghĩ là đánh chị Camille. Bởi vì đánh Camille em nghĩ là em đã đánh đúng em, thì không có vội vã, em đánh đúng kiểu của em là cứ bình tĩnh mà đánh thôi. Thì chị Camille là hậu ý mấy nhất, mặc dù nó không phải là không có một cú knock out nào, hoặc là em bị thương rất là nặng hơn trận tùm lâm. Quay trở lại hiệp 2 và hiệp 3, anh nhận thấy là em cũng có một thời điểm áp đảo được Camille. Vậy thì em có bỏ quên những khoảnh khắc nào không để kết thúc trận đấu sớm mà cho phần thắng thuộc về mình không? Em không nghĩ là không ạ, bởi vì nghĩ là do một phần là thể chất của em nó còn quá non, nên là khi mà đánh bật được Camille xuống sàn thì em nghĩ là mình đã ăn được rồi, nhưng mà không, thế bó tay em nó không còn yêu của mình nữa, nên là nha, em đã chấp nhận rồi. Dạ, ok, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thank you, thank you. Trận này thể hiện thế là ok rồi ạ. Quá tốt.